Video này giúp bạn đánh giá liệu con gái bạn có thiếu cân hay không. Về cách đọc biểu đồ tăng trưởng, bác sĩ đã giải thích chi tiết trong video con trai bạn có bị thiếu cân. Bạn có thể tìm xem video đó với đường link dưới phần mô tả để biết cách đọc biểu đồ tăng trưởng. Một cách tóm tắt là, với biểu đồ dạng bảng, bạn chỉ cần đối chiếu tuổi con bạn ở cột tuổi và tìm khoảng cân nặng bình thường ở cột ngang nếu con bạn có cân nặng trong giới hạn của ô đỏ. Ví dụ 6 tuần tuổi mà có cân nặng từ 3 tháng 8 tới 6,3 kg, thì con bạn đang trong giới hạn bình thường. Lưu ý mốc tối ưu nhất cho trẻ sẽ là trong giới hạn màu vàng. Ví dụ 6 tuần tuổi thì cần ở khoảng 4,3 tới 5,6. Đừng lo lắng nếu con bạn ở ngoài mốc tối ưu, vì đây chưa phải là mốc cảnh báo. Ở mốc này bạn chưa cần phải đi khám bác sĩ, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ cho hợp lý là được. Cách 2 để đánh giá. Đây là cách tối ưu hơn vì có thể thấy được diễn tiến cân nặng của trẻ. Cách làm cũng tương tự, bố mẹ tra lứa tuổi ở hàng ngang và đánh dấu cân nặng của trẻ lên biểu đồ. Nếu vị trí đánh dấu trong khu vực hai đường đỏ, tức cân nặng ở khoảng 3-97% dân số, thì trẻ chưa có cân nặng bất thường cần đi khám bác sĩ. Tối ưu nhất sẽ là cân nặng trong đường vàng. Đây là bảng cho trẻ nữ từ mới sinh tới 13 tuần tuổi. Đây là bảng cho trẻ nữ từ mới sinh tới 5 tuổi. Đây là bảng cho trẻ nữ từ 5 tới 10 tuổi. Đây là biểu đồ đường cho trẻ nữ từ mới sinh tới 2 tuổi. Đây là biểu đồ đường cho trẻ nữ từ 2 tới 5 tuổi. Đây là biểu đồ đường cho trẻ nữ từ 5 tới 10 tuổi.